Mình me nó nãy giờ gần cả 40 phút đó nghe nha. Nó hồi nãy nó kêu ở trên cây mắc ca mà nó không chịu xuống. Con này cũng mập lắm cả nhà. À, những ngày qua có những nhiều anh em hai món là mỗi bạn mỗi cặp để ngâm rượu. Bây giờ mình mới bẫy được một con, mình sẽ cố gắng bẫy một con nữa để mình gửi cho một anh em, rồi tiếp tục những anh em tiếp theo. Anh em nào chưa nhận được thông cảm nha, mình sẽ tiếp tục mình đi bẫy. Anh chị em thấy có thích về bẫy bìm bịp review trực tiếp của hai món Opaco thì cho hai món một cái đăng ký nha. Đẹp lắm cả nhà. Đuôi nữa nè. Đuôi rất đẹp. Cái nhà like cho ông hai món một like, đăng ký hai món đăng ký nha. Rồi hai món tiếp tục đây. À, tiếp tục kiếm những con mới nữa để gửi chuyển cho anh chị em. Xin chào, hẹn lại video sau ạ. You